Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như xem những cái video của mình đã đăng lên. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly chất lượng tốt, xin quý vị vui lòng liên hệ theo số máy trên tấm biển xanh 0368888479, giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn chia sẻ kênh cho Khang nhé, chia sẻ nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, để mọi người dân của 63 tỉnh thành được tiếp cận đến cái kênh Khang Audio để làm gì? Để được sở hữu những sản phẩm audio chất lượng tốt mà giá thành thì lại thấp nhất có thể. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Merci. Lời đầu video, như thường lệ vẫn mời quý vị và các bạn ly trà Thái Nguyên cho nó thắm tỉnh quân dân. Mình uống tương đối đặc, uống quen. Trà đặc là quê mình gọi trà cắm tăm, cắm cái tăm xỉa răng vào mà nó không đổ ấy. Kính thưa quý vị và các bạn, lời đầu video thì cho Khang gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đã gọi điện mà nhắn tin. Và bắt đầu từ mai như vậy thì có nhiều khả năng mà Khang đang là gì, tại vì cái thời gian vừa rồi chống dịch thì có con lợn đất, gọi con heo đất ấy, thì đập ra tiêu hết rồi, chứ không thì cũng mua cái máy tính cho nó học đấy. Thế thì cái thời gian buổi sáng thì mong quý vị và các bạn cũng không nên điện đấy. Vì sao? Vì điện cũng không được, điện thoại lúc giờ phải dành cho cái việc học đấy. Thế là chỉ có tiếp chuyện được trưa chiều hoặc tối nhá. Đấy, thì qua 10 giờ là giờ giới nghiêm, nam nữ thụ thụ bất thân, thì Khang Audio cũng không nhận cuộc gọi và tin nhắn qua 10 giờ đêm ấy, cũng không nhận luôn nhá. Đấy, chứ không nhiều khi gọi đêm không được lại trách móc. Đấy, thì mong quý vị và các bạn biết được cái tình hình như vậy thì cũng lượng thứ cho Khang. Thì cái vấn đề mấy bữa trước ấy thì Khang có nói là ngày hôm nay là ngày 22 là gửi hàng được. Thì kính thưa quý vị và các bạn, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là ngày 23 đúng không ạ? Nay 22 và 23. Thì ngày hôm nay sáng nay Khang có liên lạc với bên đơn vị vận chuyển Viettel Post ở chỗ Khang ở ấy, thì chưa nhận, bên ấy người ta vẫn chưa nhận hàng. Đấy, người ta yêu cầu Khang để lại cái số điện thoại. Đấy, khi nào người ta nhận hàng thì người ta điện cho Khang. Đấy, thì Khang thông tin luôn tới quý vị và các bạn nhé. Khi nào người ta điện cho Khang cái là Khang đóng hàng, gửi đi luôn và ngay, ngay và luôn tới quý vị và các bạn, để cho quý vị và các bạn không phải đợi chờ lâu. Đấy, thì mong quý vị và các bạn đây là cũng thông cảm nhá. Tại vì gọi là các chú bàn nhưng mà anh không quyết được, đúng không ạ? Đấy, các chú bàn mà anh quyết được thì nó khác, anh không quyết được, đúng không ạ? Khang không quyết được quý vị, thế nên là quý vị và các bạn thông cảm cho Khang nhá. Chứ còn Khang quyết được thì nó lại khác. Thì từ sáng giờ, kính thưa quý vị và các bạn ấy, sáng giờ nhận được khối tin nhắn, thì có rất nhiều tin nhắn của các bác, các chú, các anh điện nhắn hỏi thăm là hôm nay gửi hàng chưa em, gửi hàng được chưa cháu, hay gửi hàng được chưa anh ơi, đúng không ạ? Mình chưa thấy người ta lên sóng, chưa thấy nói gì, nhắn tin hỏi han điện thoại xem thực hư tình hình nó thế nào, đúng không ạ? Cái lấy là một cái điều rất quý, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả những cái tin nhắn nha, những ai đã nhắn tin hoặc là những ai chuẩn bị nhắn tin với cái nội dung lành mạnh như vậy. Đấy. Thế còn cũng xin thông tin tới quý vị và các bạn luôn nha. Đấy, Khang cũng nhận được những tin nhắn không lành mạnh, có nội dung với lời nói khiếm nhã. Đấy, mà thôi không dùng từ khiếm nhã nữa nha. Dùng từ dân dã giang hồ nó gọi là nói đểu. Đấy, thế cho nó nhanh. Thậm chí nhá, nó lại còn dùng những cái từ gọi là văng tục chửi bậy ấy. Đấy, nó thế lọ thế chai ấy, xong rồi nó lại bảo Khang Audio là lừa lọc nó này nọ các thứ, lừa đảo, làm ăn không đàng hoàng, uy tín. Đấy, kính thưa quý vị và các bạn, Khang đã nhận tiền của ai đâu. Đấy, Khang chưa lừa ai nhá. Đấy, thế mà nó lại bảo là lừa đảo. Mấy hôm trước là bảo có nhiều khả năng ngày hôm nay gửi hàng được cơ mà, chứ có phải là khẳng định đâu, có khẳng định ngày hôm nay đâu, có nhiều khả năng. Đấy, chưa nhận tiền của nó mà nó lại bảo mình lừa đảo. Đấy, duy nhất nhá, duy nhất Khang nhận được nhận tiền của cái bác khách mua một chiếc đài 700.000 ở ngoài Hà Nội. Bác ấy tin tưởng tuyệt đối, bác gửi ngay lập tức 700.000 chứ không phải đặt cọc. Thì cũng xin cảm ơn bác, nhưng mà chưa gửi hàng được thì cháu chưa gửi được. Đấy, thế còn chưa nhận tiền của ai cả, làm sao nó lại bảo Khang là lừa đảo, lừa lọc, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, cái gì nó cũng có tích của nó, có nguyên do của nó, nó có động cơ, ngôn xuất tại tâm. Đấy, con người ta không trong sáng thì ngôn từ, tức là lời nói, không bao giờ trong sáng được. Vì sao? Vì bọn chúng để giải mã ra, để giải mã ra cái lời nói, cái tin nhắn này nha, thì bọn chúng là những phần tử cực đoan.
Đấy, bọn chúng là những thành phần hội tụ đủ những từ bất, bất hảo, bất lương, bất trung, bất tín, bất nghĩa và cuối cùng là bất hiếu. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Phật dạy rồi, thế mà bọn chúng lại hội ngộ đủ những cái từ bất ở trong con người của bọn chúng. Thế nên bọn chúng mới nhắn cho Khang những cái tin nhắn như vậy. Bọn chúng mới để lại những lời bình luận, comment ở cái trong cái YouTube, trong cái kênh của Khang, những lời lẽ nhảm nhí nhá, với cái nội dung gọi như là xuyên tạc. Đấy, thì Khang Audio giải mã cho quý vị và các bạn nhé. Không, quý vị và các bạn không biết cái lời bình luận này, sao người ta lại bình luận như vậy, của những ai. Đấy, nó là của những đối tượng nhá, thuộc thế lực thù địch. Đấy, bọn chúng đội lốt những người chơi audio vào, bọn chúng để lại những lời lẽ nhảm nhí với nội dung xuyên tạc như vậy để gây hoang mang, chia rẽ đoàn kết những người chơi audio trong kênh của Khang. Đấy, đi ngược lại với lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại với lại cái chính sách bán hàng của Khang. Chính sách bán hàng của Khang ấy nha, hàng đến nơi rồi nha, còn phải đấu nối phối ghép vào nghe ưng cái bụng rồi mới trả tiền cơ mà, sao nó lại bảo là lừa đảo, đúng không? Thì mình phải giải mã được, mình phải hiểu được tại sao nó nhắn những cái tin như vậy. Đấy, bọn chúng nó thuộc thế lực thù địch thì nó sẽ nhắn những cái tin như thế thôi. Đấy, thì thông tin tới quý vị và các bạn sơ bộ như vậy nha. Đấy, mọi người hãy cảnh giác cao độ. Đấy, để không nghe lời của bọn chúng, đúng không ạ? Để đi vào những cái con đường không nên đi, đúng không ạ? Sống là phải thượng tôn pháp luật, đúng không ạ? Thế mà bọn chúng lại còn nhắn tin cho Khang ấy là sợ cái gì cứ đi ra ngoài mà gửi nhá. Coi như thế là cái tư tưởng của Khang ấy nha, ý thức sống của Khang là phải thượng tôn pháp luật, mà Khang nghĩ không phải là nguyên Khang, quý vị và các bạn cũng vậy thôi, sống là phải thượng tôn pháp luật, đúng không ạ? Đấy, thế mà nó lại xúi giục Khang là đi ra ngoài mà gửi, sợ cái gì, đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, tinh thần thượng tôn pháp luật của Khang là bất di bất dịch, tức là không thay đổi nha. Sống là phải thượng tôn pháp luật mà nó lại xui mình như vậy thì đúng, nó là thuộc thế lực thù địch chứ cần gì nữa, đúng không ạ? Thôi xin thông tin tới quý vị và các bạn như vậy nhá. Đấy, quý vị và các bạn để quý vị và các bạn giải mã được những cái lời nói, những cái lời bình luận của bọn chúng. Thế bây giờ Khang Audio xin đáp lại cái thịnh tình của một vị thượng đế, đúng không ạ? Không để vị thượng đế này thất vọng. Thì qua một vị thượng đế là yêu cầu Khang giới thiệu sản phẩm ngon, bổ, rẻ, đánh được cặp loa với đường kính bát 30 cm, hay còn gọi là ba tấc. Đấy, để làm gì? Kính thưa quý vị và các bạn, người thượng đế này là những người thông tái, đúng không? Vì sao? Vì liệu cơm gắp mắm, đúng không ạ? Đấy, ăn trong nồi ngồi trong hướng, liệu cơm gắp mắm, tức là cái túi tiền của mình bao nhiêu, đúng không? Mình mua cái sản phẩm nó hợp lý, đúng không ạ? Đấy, không phải chân đất mắt tuyết mà lại cứ mơ đến chân dài, đúng không ạ? Chân dài nó là của đại gia, làm sao thế cứ mơ đến chân dài, làm cái gì mơ hão, đúng không ạ? Đấy, nó không có thực, hữu danh vô thực, đúng không ạ? Thì mình hôm nay chiều theo thượng đế mình gửi tới sản phẩm có thực luôn nhé. Đấy, có thực, đánh được loa ba tấc, hàng chính hãng. Đấy, sau đây xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây là tem mác của này, Hùng Loa Việt Nam. Đấy, sản phẩm này có địa chỉ ở chợ gì nhá, chợ Nhật Tảo ở đường cái gì Nguyễn Kim đấy, Sài Gòn. Đấy, âm ly của Hùng Loa mặt phay nhôm đấy nhá. Đấy, ngon bổ rẻ, đúng theo yêu cầu của thượng đế. Thế là sản giới thiệu cái sản phẩm này là mình hy vọng là thượng đế sẽ ưng cái bụng nhỉ, cười anh khách, cười hí hí cũng được nhé, chứ không nhất thiết là phải khanh khách, hoặc là hì hì hay là tí để tùy. Đấy, nó theo từng gọi là cái âm sắc của mỗi người khác nhau. Tám sò, kính thưa quý vị và các bạn, trước tiên giới thiệu cùng nguồn nhé. Đây cùng nguồn này, nguồn nó như nguồn tây đây. Đây, đấy như kiểu là còn được tẩm keo cái cách điện, sơn cách điện. Đấy, nhìn cùng nguồn này đã biết cái chất lượng của âm ly rồi, đúng không ạ? Đấy, nhưng không cần nói nhiều này. Đây cùng nguồn nhá. Đấy, tụ lọc nguồn đây. Tụ lọc nguồn này giống như cái âm ly Nhật, người ta chơi hàng chất lượng nên chỉ có hai con này. Đấy, 63V 10.000 microfarad. Nhá. 63V 10.000 microfarad. Quay sang như thế này để cho nó dễ. Rút cái dọc này ra. Đây. Mạch mic này nhá. Echo thì con này dùng 0306. Echo con này dùng 0306.
Đấy, nên nếu nói chung là biết chỉnh hát thì cũng không đến nỗi nào. Đấy. Chỉ có cái điều đây là cái quắc này. Cái quắc này, cái quắc của Hùng ra thì lâu ngày nó mờ rồi, thì nó cũng chưa cháy nhá. Nó mờ, mà nó mờ thì giống như kiểu ngày xưa quý vị và các bạn xem tivi nội địa thì biết rồi nhá. Khi đèn hình nó yếu, hình ảnh nó mờ, nó nhòe, xem nó bực. Đấy. Thế thì cái quắc này như vậy. Quắc này nó mở đúng không? Theo tiêu chí của xe Simson S81 là đèn sáng quay kêu xi nhan nhấp nháy cơ mà. Đúng không? Đèn mờ là không được. Đúng không? Đấy, thế thì mình đã thay con đèn để cho nó sáng lên cho quý vị và các bạn nhìn cho nó rõ, nó đẹp hơn nhá. Đấy, đã thay lai nguyên đấy. Cái phần dây này thì mình đổ keo luôn này. Đấy nhá, đổ keo chắc chắn luôn. Còn ngoài cái thay cái quắc này ra nhá, là nguyên zin hết. Còn đương nhiên là chiếc áp thì phải thay rồi. Đây này, cái con vặn này, con VR này. Đấy, chiếc áp này thì đương nhiên phải thay rồi. Đây còn keo này này, keo này như kiểu keo cao áp. Keo này là cái gì? Của công ty Hùng Loa người ta đổ nhá. Đấy. Thế nên rất nhiều những cái âm ly mà mình khi mình lấy về của rất nhiều hãng, người ta không đổ keo vào những cái chân, những cái chạm mà nối dây này, là mình phải đổ keo vào. Còn như cái âm ly này là người ta tự nhà sản xuất người ta đã đổ keo rồi. Đấy. Rất chi là chắc chắn, nó bền, nó đi theo gọi là như kiểu bài hát đi keo đi cùng năm tháng ấy. Đấy. Thế còn những cái sản phẩm ấy mà nó không đổ keo, quý vị và các bạn nếu như có sự va chạm sẽ biết được, rất chi là bực. Hay thậm chí còn nói là đúng là hàng này chán thật ý. Âm ly này sử dụng 8 sò nhá, 8 sò đây. Tên của nó thì đương nhiên rồi, thì nó cái con sò thông thường thì nó dùng con D718 này nhá. D718 và B688 đây là sò công suất. Đây, năm sản xuất này. Con này sản xuất năm bao nhiêu ạ? Xoay quý vị xem. Đấy, con này sản xuất năm 2005 tháng 12. Đây. Đấy. Đấy, tháng 12 năm 2005 nhá. Đấy, nó sản xuất tháng 12 năm 2005. Thế là bao nhiêu rồi nhỉ? Năm này là 2021 à? Thế là 16 năm rồi ạ. À? Đúng không? 16 năm sắp được 17 tuổi rồi nhá. Mà năm 17 tuổi thì em đi lấy chồng, quý vị và các bạn nuôi ưng sản phẩm và chốt nhanh nhá. Năm nay em đã 16 rồi. 16 trăng tròn thêm 17 là nó xuất giá đấy. Là lúc giờ lại gì? Lại nằm trong chăn mà ôm hận nhá. Cái trọng loa của âm ly của Hùng Loa thì không miễn bản nhá. Rất chi là chắc chắn và tốt, cái loại tốt. Đấy. Đây tem Hùng Loa này. Đấy, Made in Việt Nam có địa chỉ nhá, HLLOV Hùng Loa Việt Nam Audio nhá. Đấy. Đây, công suất đây 500W. 500W là lớn nhất 8 ôm đấy, còn 4 ôm nó đạt có 280W thôi nhá. Nhưng watt của nó là watt thật, chia sẻ với quý vị và các bạn. Đấy, còn đây này. Sản phẩm do kỹ thuật viên khuyết tật lắp ráp. Đấy, ở 146 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhá. Đấy, nghe địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mà lại cả của cái công ty này là công ty người ta tuyển dụng những người khuyết tật vào làm việc ấy. Nên là cái sản phẩm của người ta làm cực kỳ là cẩn thận nhá, không như một số những cái âm ly của những cái sản phẩm người ta cứ tự cho người ta là cao nhân, nên người ta ví dụ những cái chạm dây này người ta không đổ keo, người ta cứ tự cho người ta là cao nhân ấy. Thế còn ở cái âm ly này người ta làm cực kỳ là cẩn thận luôn, thiết kế rất tỉ mỉ. Đây nguồn này. Xoay lại cho quý vị và các bạn xem nguồn là biết. Đấy. Đấy. Mạch này còn nguyên zin nhá. Đấy. Còn nguyên zin. Không có sửa chữa gì cả. Thế còn về cái vấn đề mình sử dụng cái quyền nhìn thẳng, nói thẳng chứ không nói nghiêng, là báo tao cáo tới quý vị và các bạn này, hai con điện trở 10 ôm này này. Đấy, hai con điện trở 10 ôm tôi đứng bên cạnh cái giờ le này này là mình thay rồi nhá. Đấy, hai con điện trở này. Đây, hai con điện trở này là nó ở cái đường ra ấy, công suất ra nó kê con tụ dập xuống mát ấy là để nó dập cái tần số cao, chứ còn hai cái con tụ này dứt ra ấy nó vẫn âm ly của các bạn nó vẫn nói bình thường, hiểu không? Đấy, thế nhưng mà nó để nó thoát cái tần số cao ấy là nó hỏng rồi, thì mình thay nó đi. Đấy, nhìn thẳng nói đúng sự thật. Đấy, thế nên là mình thay cái gì là bảo thay. Đây, những cái nhà sản xuất đây này, đấy, nhà sản xuất cái đồ keo ấy đấy, hiểu không? Người ta đổ keo như thế, làm chỗ nào để có chỗ này thì là chân nó to, người ta không đổ. Đấy, đây, nhìn cái nguồn này. Thiết kế kiểu âm ly Nhật. Mở cái nắp đít này ra là sửa được, thấy không? À quên, lần ở cái nắp đáy lại bỏ dùng từ đít. Mình đã bỏ hạn chế dùng từ đít rồi.
Đúng không ạ? Có hai chiếc nhá. Đây. Chiếc này nữa. Đấy, chiếc này thì mặt màu vàng. Đấy, còn chiếc này thì mặt màu trắng. Hai chiếc. Chỉ có một cái là cái này này, báo cáo với quý vị và các bạn. Đây mình để xoay cái này xuống cho nó dễ, để xoay hai cái cùng lúc cho quý vị và các bạn xem nhé. Nó khác nhau như thế nào. Nó khác nhau đời ấy. Đây này. Đời con này là tháng 12 năm 2005 nhá. Còn đời con này là đời nào? Đời con này là con này năm 2000 này. Đấy. À không phải, đây là đặt tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tiêu chuẩn sorry. Đời năm sản xuất, mình tìm chỗ năm sản xuất của nó đâu. 2007, xin lỗi, đây. Đây. Quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó sản xuất năm 2007. Thế là gì? Thế là con này nó sản xuất con này nó sản xuất sau con này, tức là con này là con chị nhá. Con này là con chị, con này là con em. Đấy. Nên con chị nó đi thì con gì nó lớn. Mà đúng thật con gì nó lớn. Đây. Không phải là để nó nhá, đây vì con này là mình đây. Con này nó còn cái nắp đáy ở dưới thì nó có cái chân. Nó có cái chân nên thì là đương nhiên là bây giờ nó đang cao hơn cái ông đi này nhá, đang cao này. Đấy, thế khi con này mà lắp cái đế vào thì nó cũng sẽ cao bằng con này thôi. Đấy, thế nhưng mà chỉ có đây, con mặt trắng nhá. Con mặt vàng. Con mặt vàng, báo cáo tới quý vị và các bạn, con mặt vàng này là quắc còn nguyên của được Hùng Loa thì mình bán với cái giá 700.000. Cái con này này, cái con này quắc nó lai nhá. Con này quắc nó lai. À, mình hạ xuống 650.000. Đấy, để cho quý vị và các bạn này cùng với mình nhá, cùng với mình ca hát. Mình nhiều âm ly thế mà quý vị và các bạn lại chưa có âm ly để ca hát, mình nhiều lúc gọi là chăn trở nhá, cứ canh cánh trong lòng, đêm khó ngủ, cứ giật mình thân thoát nhá. Thì mình thanh lý con này 650.000 để gửi tới những người yêu audio. Đấy, là lý do là quắc na thay rồi, nhưng mà quắc mình bảo luôn đấy, bảo hành ấy, quắc bảo hành chứ không phải quắc vớ vẩn đâu. Đấy, con này con zin thì là 700 nhá. Đấy, đây quay cái con zin này. Đấy, tụ thì nó đây, tụ nó ghi cả HLUV, tụ chính hãng luôn. Đấy, nguồn cũng vậy đây, nhìn cái nguồn cam đi nó khôn như thế này mà đây này. Đấy, nhìn nguồn nó biết này, hai con thì xò như nhau nhé, nó chỉ có khác đời. Đấy, nó chỉ có khác đời. Đấy, nhôm tỏa nhiệt, à cái nhôm tỏa nhiệt thì nó cũng khác tí này. Nhôm này nó có cánh như kiểu của Nhật ấy. Còn cái nhôm này thì nó bình thường, nó không có cái cánh thế. Như đấy, này, hai cái nhá. Đấy, nó chỉ có khác nhau như thế thôi. Thế còn con Echo thì vẫn dùng con 0306. Cái này thì cũng zin nhá. Đấy, cái này cũng zin. Về mạch công suất là không có sửa chữa gì. Đấy, thì cái đặc thù không hiểu làm sao ấy, con điện trở 10 ohm này. Con điện trở 10 ohm này để kê qua con tụ thoát mát để thoát tần cao ấy. À, nó cứ hay bị cháy. Đấy. Thì con âm ly này cũng vậy, là con điện trở đây thì cũng đã được thay rồi nhá. Đấy. Thì mình xin gửi tới vị thượng đế yêu cầu hàng ngon bổ rẻ, đánh loa ba tấc thoải mái luôn nhá. Đấy, tại vì mình ở đây mình đang dùng loa ba tấc, mình test nó rồi, mình biết được khả năng của nó thì mình mới giới thiệu. Đấy, chứ còn nó mà không đánh được thì không bao giờ dám giới thiệu, đúng không ạ? Thôi thế cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Khang. Chào thân ái. Merci.